Thưa quý vị, cây dầu mè hay còn gọi là dầu lai, cọc rào, cọc dậu, thường mọc dại hoặc là được trồng làm hàng rào. Mặc dù mang tên dầu mè, nhưng cây này có độc, hoàn toàn khác loài cây mè lấy dầu ăn. Ở nước ta vẫn thường xảy ra tình trạng trẻ nhỏ ngộ độc khi ăn hạt cây dầu mè. Mới đây là ba trẻ tỉnh Ninh Thuận, may mắn được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu kịp thời. Theo thông tin từ bệnh viện, ba bệnh nhi gồm Cao Thị Ngọc Ca, 5 tuổi, Tà La Văn Đê, 4 tuổi và Tà La Văn Ca, 1 tuổi, cùng ở thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Các bé được đưa tới bệnh viện vào chiều tối ngày 17 tháng 7, trong tình trạng mệt, đừ, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, đau bụng, nôn nhiều. Người nhà cho biết các bé tự tìm thấy cây dầu mè và đập lấy hạt ăn, sau đó có biểu hiện nôn nhiều lần và đau bụng dữ dội. Ekip trực khoa nhi của bệnh viện đã tích cực hỗ trợ hô hấp truyền dịch, sức rửa dạ dày bằng thay hoạt tính cho các bé. Đến chiều ngày 18 tháng 7, sức khỏe của cả ba đã ổn, đang được bệnh viện chăm sóc, theo dõi tích cực. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hường, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, hạt cây dầu mè có chứa 25% chất dầu và chất độc cơ xin. Khi ăn phải hạt cây dầu mè, nếu không cấp cứu kịp thời, thì độc tố này sẽ làm rối loạn tiêu hóa nặng, gây nguy hiểm đến tính mạng.